Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Phượng Hạnh TV. Lời đầu tiên cho phép Phượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị, quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe thật là dồi dào, luôn luôn được hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Đến với video ngày hôm nay, thì Vượng Hạnh xin được cập nhật một số thông tin cực kỳ vui liên quan tới đàn gà con. Kính thưa quý vị, thì cái thời gian gần đây các quý vị cũng đã biết tất cả những cái công việc của đàn gà con thì cũng đang trong cái thời gian thật sự cũng rất là vất vả. Sau khi kết thúc những cái chuyến live show hành trình của anh Mạnh Quỳnh tại Việt Nam thì đàn gà con tiếp tục về trở lại với cái công việc của mình. Cái thứ nhất là để Tuyết Nhung cũng như là Thiên Ngân hay là Trường Sang cũng vậy, thì tiếp tục với những cái công việc thường ngày. Tuyết Nhung thì bán hàng, còn Thiên Ngân cũng vậy, cũng bán hàng của mình. Nhưng các bé cũng đang chuẩn bị cho một cái live show ngày 30 tháng 4 nha mọi người. Thì quý vị và các bạn chúng ta đã được nghe những cái thông tin Vượng Hạnh đã đăng tải rằng là cái giá vé cũng như là cái thông tin hotline để cho mọi người có thể nắm được, và mọi người hãy chờ đợi tới cái ngày 30 tháng 4 để tất cả chúng ta có thể xem được những cái live show của các bé như mọi người. Thì ngày hôm nay một số cái thông tin mới mà Vượng Hạnh muốn đăng tải cho quý vị và các bạn, và muốn xem một cái thông tin đó rất là vui khi mà bé Tuyết Nhung, bé Thiên Ngân, Juno và Trường Sang đã được mời tham dự buổi ra mắt phim của chú Lý Hải. Sau đây thì Vượng Hạnh sẽ cập nhật cho các quý vị một số cái thông tin nha. Bé Tuyết Nhung có đăng tải như sau: trân trọng được đến dự buổi ra mắt phim của chú Lý Hải, Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh. Cảm ơn chú Gia Yêu đã kết nối cho tụi con được đến tham dự. Thì đây là một cái thông tin mà bé Tuyết Nhung đã đăng tải. Tức là đây là chú Lý Hải ra mắt một bộ phim, tức là Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh. Thì tất cả chúng ta ai cũng vui mừng khi mà Tuyết Nhung cũng như là Thiên Ngân và Trường Sang Juno đã nhận được những cái thông tin cực kỳ vui này. Và sau khi mà bé Tuyết Nhung đăng tải thì cũng đã nhận được về nhiều cái bình luận thưa quý vị, và cũng có rất là nhiều người chúc mừng cho bé Tuyết Nhung. Nhung con dễ thương quá con ơi, bà mong con sẽ tất cả đều giống mẹ Nhung. Con nhé, chúc con nhiều sức khỏe và sẽ tiến bước trên cái con đường mà mẹ con đã truyền đạt cho con nhé. Chúc mừng con. Rất là nhiều những cái bình luận đã vào bình luận và chúc cho bé Tuyết Nhung rất là nhiều thưa quý vị. Chúc mừng Tuyết Nhung, chúc con luôn thành công trên con đường nghệ thuật của mình nhé. Tuyết Nhung ơi, có Trường Sang đi chung với em không ạ? Đó, không ạ, chỉ mong có Trường Sang với nhé. Đây là một số cái ước nguyện của một số quý vị khán giả cũng mong là Tuyết Nhung với Trường Sang sẽ đi cùng với nhau thưa quý vị. Cái phần thứ hai thì Vượng Hạnh muốn truyền tải đến quý vị, bé Tuyết Nhung cũng đăng tải, tức là cách đây 1 giờ đồng hồ bé có đăng cái status như sau, và có đăng một hình bé gái rất là nhỏ dễ thương và cầm một bông sen nằm ở trong một bụi sen rất là đẹp thưa quý vị, nhìn rất là tĩnh tâm mà cũng rất là đáng yêu. Bé Tuyết Nhung có đăng tải như sau: chúc cả nhà một buổi sáng thật tỉnh giấc và vui vẻ, ha ha. Hình này em nhặt, em được tặng, dễ thương quá hen cả nhà. Cơ duyên nào khiến cô bé này dậy 4:30 và đi chợ nấu bún bò vậy ta? Đó là cái đăng tải của bé Tuyết Nhung. Và ngay sau khi bé Tuyết Nhung đăng tải thì cũng có rất là nhiều các quý vị vào đã bình luận và chào buổi sáng với bé Nhung nhé mọi người. Sau đây thì mình sẽ cập nhật một đôi chút cho quý vị chúng ta cùng lắng nghe nhé. Thì có một vài cái bình luận như sau: dễ thương quá ha, nhìn có nét giống Tuyết Nhung vậy ta. Dễ thương quá, còn cảm ơn mọi người rất nhiều, dễ thương quá. Đó, rất là nhiều những cái bình luận là vào đã bình luận với bài của Tuyết Nhung: Tuyết Nhung giỏi quá, biết làm bánh còn biết nấu bún bò,
biết nấu đủ thứ cho một tô bún bò. Chúc con luôn mạnh khỏe và thành công nhé. Thật sự rất nhiều người yêu thương các bé. Chào buổi sáng, cô chúc Tuyết Nhung có một ngày vui vẻ. Cô đang thèm bún bò quá nè. Đó. Dễ thương quá cháu Tuyết Nhung ơi. Cháu luôn luôn vui vẻ thành công trên con đường nghệ thuật của mình nhé. Dễ thương quá. Rất là nhiều người đã vào bình luận bài viết của bé Tuyết Nhung thưa quý vị. Thì tiếp theo thì Vượng Hạnh sẽ cập nhật cái thông tin về bé Thiên Ngân cho mọi người. Bé Thiên Ngân cũng có đăng tải như sau. Đó, cũng có đăng tải cái dòng trạng thái như sau. Cả nhà mình ơi, combo lên đồ đi xem phim nhé. Lật mặt 6 của chú Lý Hải đây ạ. À. Cảm ơn chú Giai đã kết nối cho cháu được dự sự kiện lớn ạ. À. Thương lắm. Đó, bé Tuyết Nhung, xin lỗi quý vị, bé Thiên Ngân cũng được chú Lý Hải tức là mời đi xem bộ phim, tức là bộ phim này là cái bộ phim không nhầm là Bom Tấn thưa quý vị. Thì tên của phim là Lật Mặt 6. Thì cái thiệp mời là mời ca sĩ Phạm Thiên Ngân đó. Thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng vui mừng khi mà các bé nhận được về những cái thông tin rất là hay. Và ngày hôm qua thì bé Thiên Ngân cũng có đăng tải một số cái thông tin như sau. Ra bài mới thôi, phục vụ cho cả nhà đây ạ. Mời cả nhà cùng nghe ca khúc mới này nhé. Và mọi người hãy ấn vào link bên dưới để xem và ủng hộ cho bé nhé. Và hãy ấn đăng ký. Khi nào bé ra cái bài mới là mọi người có thể được xem ngay ạ. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Thì đây là một trong những cái mà bé Thiên Ngân cũng muốn truyền tải, cũng muốn báo tin cho chúng ta biết là bé cũng được mời xem phim. Và bé cũng đăng tải có ra một vài cái ca khúc mới, mọi người hãy vào để xem để ủng hộ cho các bé nha. Thì Huỳnh Đức Duy cũng có đăng tải cái dòng trạng thái của mình thưa quý vị. Vượng Hạnh sẽ cập nhật từng người một để cho quý vị nắm rõ được nha. Hân hạnh được đến buổi lễ trao giải tấm vé định mệnh Lật Mặt 6 của anh Lý Hải. Cảm ơn anh Giai Phạm Thành Trung đã kết nối và Lý Hải tức là anh Phạm Thành Trung đã kết nối và anh Lý Hải, tức là anh Lý Hải Production đó thưa quý vị. Production đã có lời mời Juno đó, tức là cảm ơn anh Lý Hải. Thì cái bộ phim này thì thật sự ra là Juno này, Thiên Ngân này, Trường Sang, Tuyết Nhung đều được tham dự tham dự để xem cái bộ phim này, thật sự rất là mừng vui thưa quý vị. Thì Huỳnh Đức Duy cũng có đăng tải cái thông tin mới ngày hôm qua là hẹn cả nhà ngày 30 tháng 4 2023 tại phòng trà KV. Bảo đảm có rất là nhiều tiết mục đặc sắc chưa bao giờ xuất hiện ở đâu hề hề. Liên hệ đặt vé hotline 0339672222 hoặc 0902591978. Cái chương trình này thì live show này có Juno này, đó, Trường Huy này và Trường Sang, Tuyết Nhung và bé Thiên Ngân. Mọi người chúng ta hãy cùng nhau đặt vé để mà chuẩn bị tới ngày 30 tháng 4 này để xem cái live show của các em đó nhá. Thì thật sự là các em cũng mong muốn mọi người chúng ta hãy cùng nhau đặt vé, mua vé để đến xem các em ấy diễn trong cái live show 30 tháng 4 nha mọi người. Thì trong cái thời gian này thì đàn gà con cũng có một chút cái thời gian nghỉ ngơi để mà tập trung cho cái live show này. Và kính thưa quý vị, thì ngày hôm qua bé Tuyết Nhung cũng gặp một số vấn đề vì em ấy đi thu âm nhưng mà lại bị cái chân chống xe máy nó bị nó đè vào chân, cũng bị tím bầm một bên gối thưa quý vị. Thì ngày hôm qua Vượng Hạnh cũng đã đăng tải cho mọi người biết rồi đúng không ạ? Nhưng có rất là nhiều các quý ông bà, cô bác, anh chị cũng đã vào bình luận và động viên cho bé Tuyết Nhung. Thì cũng xin Vượng Hạnh cũng xin thay mặt cho bé Tuyết Nhung cảm ơn tới quý ông bà, cô bác, anh chị trong và ngoài nước đã vào bình luận cũng như là động viên cho bé Tuyết Nhung. Thì cũng mong bé mau khỏi. Cái điều đó là Tuyết Nhung cũng cảm thấy rất là mừng khi mà được các quý vị quan tâm. Thì kính thưa quý vị và các bạn, thì trong cái thời gian này thì tất cả mọi người ai ai cũng mong muốn cho đàn gà con sẽ vượt qua tất cả để có một cho mình những cái thành công nhất định. Và hôm nay thì Vượng Hạnh cũng cảm ơn mọi người. Vượng Hạnh cũng xin được cập nhật tới đây. Xin chúc cho quý vị và các bạn có ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống cho mọi người.
Quý vị xem thì xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và hãy nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh TV nha. Và các quý vị hãy để lại những lượt bình luận để ủng hộ cho Vượng Hạnh cũng như đàn gà con cho mọi người. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video clip tiếp theo. Xin chào mọi người.